Nếu như mà ông nào chưa tắm mà vẫn muốn người thơm xong rồi là vào video này để xem á, đi ra. Đi ra. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Trang. Trang đã nhận được cái yêu cầu quay cái video này từ rất là nhiều bạn, từ rất là lâu đến bây giờ rồi. Đấy chính là: Trang ơi, làm thế nào để cái mùi cơ thể của mình lúc nào cũng thơm tho được nhỉ? Với tư cách là một trong số những cá nhân cảm thấy rất là khó chịu nếu như bản thân mình tỏa ra một cái mùi gì đấy, không biết là từ chỗ nào trên người, nhưng mà chỉ cần nó thum thủm một tí thôi là mình đã cảm thấy rất là tự ti và rất là khó chịu, và chỉ muốn ở nhà hoặc là chỉ muốn đi tắm hoặc là chỉ muốn giải quyết cái mùi đấy ngay lập tức ấy. Thì hôm nay Trang sẽ ngồi lại đây và nói cho mọi người, kể cho mọi người những cái kinh nghiệm cũng như là những cái cách mà bản thân Trang đã đúc rút ra được, và cái cách mà Trang duy trì cho cái mùi cơ thể của mình lúc nào cũng thơm tho trước mặt người khác, đặc biệt là khi mọi người đi ra ngoài. Và trong cái video ngày hôm nay, Trang sẽ chỉ cho mọi người từng cái bước một, và trong mỗi bước thì Trang sẽ chia sẻ những cái sản phẩm mà hiện tại Trang đang sử dụng. Có thể những sản phẩm này mọi người đang yêu thích sử dụng, hoặc là những sản phẩm này mọi người chưa từng dùng đến hoặc là chưa bao giờ nghe đến chẳng hạn. Nhưng mà nếu như mọi người có recommend nào khác cho các sản phẩm mà mọi người sử dụng trên body của mọi người, hoặc là cách mà mọi người giúp cho bản thân mình trở nên thơm tho ấy, để xuống phần comment cho những người khác xem vào nhá. Thì tất nhiên nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của Trang thì chào mừng các bạn đã đến với gia đình Turner. Đừng quên like, subscribe và follow Trang trên Instagram nhá. Còn nếu như bạn đã quen thuộc với Trang rồi thì đi thẳng vào video thôi. Nói trước với mọi người là trong cái video này Trang sẽ chia sẻ cách mà làm thơm từ tóc đến mồm, đến người, đến mặt, đến môi, đến cả bộ phận phía dưới nữa, cho nên là nhớ xem hết video nhá. Đối với mình thì khi mà nhắc đến mùi hương cơ thể thì mình sẽ nghĩ đến cái sinh hoạt, cái routine và cái chế độ ăn uống của mọi người trong ngày. Đầu tiên là phải nói đến việc uống nước. Không biết là bao nhiêu lần rồi Trang phải nói cái điều này, mọi người không nên xem nhẹ cái việc uống nước mọi người ạ. Trang nghĩ là cho dù các bạn có bận đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải đảm bảo giúp Trang là một ngày các bạn phải uống được 1,5 lít nước. Chắc là không cần phải bàn đến cái tầm quan trọng của việc uống nước nữa đúng không? Có một số bạn hỏi Trang là cái việc uống rượu và uống đồ có cồn nó có ảnh hưởng đến cái mùi cơ thể hay không, thì câu trả lời là có nhá. Tất nhiên là nếu như mọi người chỉ uống một tuần một lần hoặc là trong một tháng các bạn chỉ uống kiểu vài ba lần thì nó không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng cả. Nhưng mà nếu như một tuần 7 ngày các bạn uống mất 5 ngày rồi thì nó sẽ ảnh hưởng thấy rõ luôn nhá. Và nó thấy rõ ở đâu? Đầu tiên là cái hơi thở của mọi người. Và cái ảnh hưởng thứ hai đấy là ảnh hưởng đến cái bộ phận phía dưới của mọi người. Đối với những bạn quan hệ tình dục nhiều chẳng hạn, hoặc là có người yêu, hoặc là chỉ đơn giản là các bạn rất là quan tâm đến sức khỏe của bộ phận phía dưới, thì các bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng khi mà các bạn uống rượu và khi bạn không uống rượu. Sau chế độ uống thì chúng mình sẽ kể đến chế độ ăn. Mình biết là mình nói câu này nghe sẽ rất là giống mẹ mình, và mình cũng rất là khó chịu khi mẹ mình nói mình câu này. Đấy chính là mọi người phải ăn rau và ăn hoa quả thật là nhiều ở Trang. Cảm tưởng cái việc mình ăn healthy ấy không chỉ để cho cái cơ thể của mình nó healthy mà nó còn giúp cho cái mùi cơ thể của mình nó thơm hơn nữa mọi người. Mọi người trời ơi, tin Trang đi. Kể cả khi các bạn là một cái đứa không biết ăn rau là gì như Trang thì mình vẫn khuyên các bạn nên ăn hoa quả thật là nhiều vào. Các bạn chỉ cần tưởng tượng là khi mà các bạn ăn những cái đồ ăn nó có mùi hương thơm ấy thì người mình sẽ thơm. Còn đối với mấy đồ ăn mà có mấy cái mùi hăng, mùi tanh, mùi khó chịu như kiểu hải sản, như kiểu là trứng ấy, thì cơ thể của mình cũng sẽ có mùi như vậy thôi. Để recommend cho mọi người một số cái loại hoa quả giúp cho cái mùi cơ thể của mình thơm hơn, đặc biệt là cái bộ phận phía dưới, đấy chính là dứa, xoài và cam. Ba cái loại hoa quả này thì mọi người có thể uống nước ép cũng được mà ăn không cũng được, không có vấn đề gì cả, nó đều đưa lại cái hiệu quả giống nhau. Nếu như bạn nào kiểu extra hơn thì cho cả ba loại hoa quả vào xong rồi xay thành nước ép rồi uống cũng được luôn. Còn nếu như mà trong một cái tuần mọi người sinh hoạt, mọi người ăn rất là nhiều trứng, đồ tanh như kiểu là hải sản các thứ, hoặc là mấy cái đồ mà có mùi hăng ấy thì không có hy vọng. Tiếp theo chúng mình sẽ kể đến cái routine sinh hoạt của mọi người mỗi ngày. Cái việc tắm, gội đầu, đánh răng, rửa mặt, rồi là kỳ cọ khắp người thì cái đấy không thể nói đến đúng không? Cái đấy là cái điều tối thiểu nếu như mọi người muốn cơ thể của mình thơm tho đúng không? Nhưng mà làm thế nào để mình nâng tầm cái mùi cơ thể của mình lên khi mà mình cũng tắm, cũng gội đầu như người bình thường? Đầu tiên là đối với tóc, Trang sẽ ra một cái video hair care routine riêng của Trang, nhưng mà Trang sẽ nói qua trong cái video này nhá. Đây là cái chai dầu gội đầu mà Trang sử dụng cho đến hiện tại, là đây là chai thứ 10 rồi, chắc là phải hơn 10 chai rồi. Đây là đến từ hãng Hairbust và nó có mùi avocado và mùi coconut. Khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì Trang cảm thấy cái mùi coconut nó tỏa ra nhiều hơn là mùi avocado. Tất nhiên là đối với sở thích của mọi người có thể sử dụng bất kỳ loại dầu gội đầu nào mọi người muốn. Nhưng mà có một điều mình muốn nhắc đến đấy chính là nếu như mọi người muốn đầu mình sạch thì gội một lần, muốn hương thơm nó giữ lại trên tóc mình lâu hơn, nó lan tỏa hơn, và muốn cái dưỡng chất nó thấm vào da đầu tốt hơn ấy, gội hai lần cho Trang. Ngoài ra thì mọi người có thể sử dụng thêm mask để dành cho tóc. Đây là một cái mask mà Trang dùng duy trì từ trước đến nay, đấy này là đến từ hãng Tsubaki. Mọi người có biết cái cảm giác mà khi mà mọi người vừa bước chân ra khỏi salon và cái mùi tinh dầu, cái mùi ở trong salon nó đượm vào tóc, xong rồi là cảm giác nó là một cái mùi salon rất là tươi mát, rất là thanh,
thơm lắm mọi người. Đối với cái sản phẩm này thì Trang chủ yếu sử dụng một tuần một lần, hoặc đối với những hôm nào mà Trang cảm thấy tóc mình nó khô quá do cái thời tiết ấy thì mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này thôi. Tiếp theo là thơm ở chỗ này. Cái việc đánh răng thì không cần phải nói đúng không? Đánh răng là phải cần thiết đúng không? Tối thiểu nhá. Sau cái việc đánh răng, đặc biệt là với những hôm mà Trang phải ra khỏi nhà thì Trang sẽ sử dụng thêm cái này. Nhà mình nghĩ chủ yếu mọi người dùng Listerine đúng không? Ở bên này thì Trang sử dụng cái này. Nó chỉ hơi thoang thoảng cái mùi bạc hà thôi, nhưng mà sau khi sử dụng cái này xong là cảm giác mồm của mình nó không có mùi gì ngoài cái mùi bạc hà mỗi lần mình thở dài nói chuyện ấy. Nên là mình rất là thích cái chai này. Ngoài ra đối với các bạn nữ thì mình còn recommend các bạn sử dụng cái thỏi son thơm nhất mà các bạn có. Trang nghĩ cái thỏi son thơm nhất mà Trang sở hữu là thỏi 3CE Velvet Lip Tint. Nó tỏa ra một cái mùi bánh kem vanilla rất là thơm và nó rất là đượm mùi. Mùi rất là ngọt ngào luôn, rất là hợp với đôi môi của chúng mình. Cho nên là nếu như bạn chưa có thỏi này mà muốn gây ấn tượng với anh trai nào đấy thì mua về sử dụng thử để xem Trang nói có đúng nhá. Sau khi xuống phần môi thì chúng mình sẽ để đến phần đây là cái lăn nách mà Trang sử dụng. Này thì mình sử dụng rất là ít mọi người ạ. Rất là may mắn là mình không có bị mùi cơ thể kể cả khi mà mình vận động hay mình đổ mồ hôi nhiều đi chăng nữa. Khi mà các bạn cảm thấy cái vùng dưới cánh tay nó tỏa ra mùi thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến việc đi tắm và sau đấy thoa cái lăn này và đi ra ngoài đường đúng không? Nhưng mà một cái tips mà Trang học được đấy chính là nếu như bạn biết cái cơ thể của bạn ấy thì ngày hôm nay sau khi các bạn tắm xong các bạn sẽ lăn nách, các bạn sẽ đi ngủ. Thì mình có một cái thói quen là sau khi lăn xong ấy thì mình sẽ dùng cái tay sạch của mình xoa đều xong mình vỗ. Nhiều khi sử dụng lăn nách nó bất lợi ở chỗ đấy chính là nếu như mà mọi người mặc đồ xong đi ra ngoài đường luôn ấy thì cái vùng dưới cánh tay ở chỗ áo của mọi người sẽ bị dính cái viền trắng. Hoặc là nếu như mọi người lăn nách xong mà cái lăn nách của mọi người thấm chưa vào ấy, xong mà mình còn đổ mồ hôi ra nữa thì cái phần áo này nó sẽ bị trắng. Sau khi đi qua cái vùng dưới cánh tay thì chúng mình sẽ chuyển sang phần tay nhá. Mình cũng biết là mọi người có để ý nhiều như mình không, nhưng cái tay của mình là cái thứ mà mình nhìn thấy nhiều nhất trong ngày. Với cả là khi mình nói chuyện thì mình sử dụng cái cử động tay của mình rất là nhiều. Cái đầu tiên thì mình thấy nó hơi ngớ ngẩn một tí, đấy chính là hand sanitizer, khử trùng tay. Từ trước đến nay khi đi ra ngoài đường mình lúc nào cũng mang theo cái để diệt khuẩn tay ấy, nhưng mà mình tìm thấy cái loại có mùi hương và từ đấy trở đi là mình không bao giờ ngừng sử dụng luôn. Nó là mùi wood night, nó có một cái mùi cực kỳ đậm chất gỗ, đậm chất thiên nhiên mà Trang cực kỳ thích luôn. Đi ra ngoài đường tầm 3 phút một tiếng là Trang thấy xịt một lần, mặc dù là cũng không biết là tay sạch hay bẩn nhưng mà Trang vẫn cứ xịt để cho nó thơm tay ấy. Cái hãng này còn có rất là nhiều mùi khác nhau với cái packaging màu rất là đặc sắc, nhưng mà Trang thích màu đen và Trang thích cái mùi này cho nên Trang quất luôn cái chai này và Trang dùng rất là nhiều. Thơm quá. Còn đối với kem tay thì dạo gần đây Trang biết đến một cái hãng có tên là Beijing. Cái hãng này phần lớn là sử dụng những thành phần từ thiên nhiên để làm nên các sản phẩm, cho nên là Trang thấy rất là thần kỳ. Nó có một phần giống cái Innisfree ở bên Hàn. Hãng này cũng là của Hàn đó mọi người, nhưng mà cái packaging của nó rất là đặc biệt và rất là xinh, cho nên là Trang đã tậu một vài cái sản phẩm của hãng này về. Trong đấy phải kể đến cái kem tay số 42. Mình nghĩ là cái hãng này cố tình cho cái số thứ tự lên các sản phẩm luôn, giống nhiều là khi mà mọi người chăm sóc toàn bộ cơ thể thì cái bước số 42 là bước dưỡng tay đó mọi người. Cái này trời ơi, Trang không giỏi về cái phần bánh đâu, nhưng mà Trang nghĩ cái tên của nó là kiểu bánh mousse chanh ấy, chính xác là cái mùi đấy luôn. Nó không phải là chua mùi chanh đâu mọi người, nó có mùi như kiểu mùi vỏ chanh, mùi lá chanh ấy. Cái này còn lưu hương ở trên tay nữa, cho nên là nếu như mọi người dùng xong, các bạn mọi người thoa đều trên tay xong mọi người nói chuyện á, là mọi người sẽ ngửi thấy cái mùi chanh ở trên tay mình ấy. Bây giờ mới đến việc tắm rửa đây này. Việc đầu tiên các bạn phải làm đấy chính là tẩy da chết. Có một số bạn sẽ thích cái loại của Dove hơn bởi vì nó có một cái mùi hương rất là ngọt ngào, sẽ hợp với các bạn nữ tính hơn, nhưng mà đối với Trang thì Trang lúc nào cũng sẽ sử dụng cái hãng này. Trang đã sử dụng qua ít nhất là 5 mùi của hãng này rồi và Trang thích nhất là mùi này mọi người ạ. Nó vừa có coconut, nó vừa có dứa. Các bạn sử dụng cái sản phẩm này chủ yếu là để extra khi mọi người ở bên ai đấy, các bạn hiểu không? Tại sao Trang biết? Có một lần Trang sử dụng cái sản phẩm này khi bạn trai cũ của Trang nó ôm Trang xong rồi là nó ngửi thấy mùi trên người Trang ấy. Trời ơi, mặc dù là mình không biết là mình có mùi gì trên người ấy, nhưng mà nó kiểu ôi sao hôm nay em thơm thế, thơm kiểu mùi dứa ấy. Trời ơi, muốn cắn cho một phát xong mình kiểu đôi sản phẩm lên đầu luôn. Đỉnh cao thần thánh mọi người ạ. À, và cái phần sữa tắm thì chắc là các bạn sẽ chọn sử dụng mấy cái loại từ trước đến nay rất là nổi tiếng mà nó kiểu có mùi nước hoa hoặc là nó lưu hương được lâu trên cơ thể. Còn Trang thì dạo gần đây Trang đang sử dụng cái số 34 của hãng Beijing. Cái này có mùi trà xanh, có mùi lá cây trà xanh. Cái chai này mùi của nó rất là tinh tế luôn, và mỗi lần Trang tắm, kể cả khi mình đang tắm mình còn cảm thấy thư giãn nữa ấy. Chưa kể đến cái tác dụng nữa nha mọi người, trong cái chai này hoàn toàn là chiết xuất từ thiên nhiên ấy. Nên là mình rất là tin tưởng khi sử dụng luôn, chưa kể là cái mùi của nó còn rất là hợp tính của Trang nữa. Bạn nào mà xem Trang review nước hoa và biết Trang thích cái mùi gì và những cũng thích như Trang ấy thì các bạn nên sử dụng mùi này. Đây là chai số 35 luôn. Cái này 34 thì cái này 35. Mọi người thấy chưa? Nó theo thứ tự ấy. Đây là cái body lotion mà Trang mới sử dụng 2 ngày mọi người ơi. Khi mà Trang nói cái chai này là cái chai body lotion thơm nhất từ trước đến nay Trang sử dụng á, không đùa luôn mọi người ạ. Nó thơm một cái mùi rất là thanh thanh, các bạn thử tưởng tượng cái mùi chanh trộn lẫn với mùi bưởi. Oh.
Mấy bạn mà thích nước hoa mùi citrus, mùi bưởi ấy thì các bạn cũng sẽ thích cái mùi này cho mà xem. Mình đảm bảo chắc chắn mọi người luôn. Cái hương thơm của nó rất là thoang thoảng và rất là thanh, mùi rất là mát luôn ấy. May là cái chai của nó dài đấy, mình mới sử dụng có 2 ngày mà nó phơi với một khúc như thế này rồi. Trang ngửi mùi cái này sau mỗi lần Trang dùng rất là nhiều luôn mọi người ạ, dùng rất là phí luôn. Nhưng mà bởi vì nó thơm làm sao mà chịu được đúng không? Chưa kể đến cái chai lá trà xanh kia nhá, Trang cảm thấy hai cái này để nói với cái mùi hương của nó thì cực kỳ tôn vinh nhau luôn. Và chúng mình đã xong với cái chế độ ăn uống cũng như là cái routine sinh hoạt của mọi người. Và Trang muốn recommend cho mọi người thêm một vài điều. Cái vấn đề đầu tiên thì mọi người nghe xong sẽ nghĩ là cái vấn đề này thì cần gì phải nói, cái này thì đứa nào chẳng biết mà phải làm. Nhưng mà mình vẫn muốn nhắc qua một tí, đấy chính là việc giặt đồ. Cái đồ ở đây không chỉ là đồ mọi người mặc, không chỉ là đồ bên ngoài, bên trong, đồ đi dưới chân, đồ đi trên tay, mà còn kể đến những đồ mà còn tiếp xúc với mọi người trong cái sinh hoạt hàng ngày. Cái việc giặt quần áo thì mọi người biết rồi đúng không? Nhưng mà có một cái mà Trang rất hay để ý, đấy chính là mấy cái liên quan đến đồ quần áo mới. Để nói mặc cái đồ đấy ra ngoài thì Trang bắt buộc phải giặt, xong rồi Trang mới mặc đi ra ngoài. Cảm giác giống như kiểu là mình rất là thích mùi quần áo mới, nhưng mà cái mùi đấy đâu phải mùi của mình đâu. Cái này là để đắp bồ cái ấn tượng của mình, đấy chính là cái bộ đồ của mình không chỉ mới mà nó còn có hương thơm của mình. Bỏ qua phần đấy thì chúng mình có ga giường. Mình không biết là mọi người đi ngủ mặc đồ ngủ dài tay dài chân, hay là mọi người ở chuồng để ngủ, hay là mọi người mặc áo phông để ngủ, hay là quần đùi để ngủ. Nhưng mà muốn cho cái người mình thơm tho sạch sẽ thì cái giường mà cái chỗ mình ngủ cũng phải thơm tho sạch sẽ mà đúng không? Chàng đã gặp rất là nhiều bạn mỗi ngày giặt ga giường một lần, đỉnh cao thật sự luôn. Mình thấy một tuần mình gặp giặt ga giường 2-3 lần là mình đã thấy mình chăm lắm rồi. Cái nơi mà mình dành thời gian nhiều nhất ý, thì cái nơi đấy nên đảm bảo cho nó thơm tho, đấy chính là cái giường của mình. Điều cuối cùng trong cái video này là một cái điều không thể thiếu được phải kể đến, đấy chính là về nước hoa. Đầu tiên trong cái mục này thì Trang sẽ kể đến những cái thời điểm mà Trang xịt nước hoa. Đầu tiên là phải kể đến thời điểm mà khi mà Trang ra khỏi nhà đúng không? Luôn luôn ngay trước khi Trang ra khỏi nhà, Trang sẽ bận hết đồ và đi giày, đeo túi vào, đeo hết đồ trang sức vào. Sau đấy là Trang sẽ tìm xem cái loại nước hoa nào nó hợp với cái bộ đồ, và suy nghĩ xem cái hoàn cảnh và cái đối tượng hôm nay mình gặp sẽ hợp với cái loại nước hoa nào. Một cái tips nhỏ muốn chia sẻ cho các bạn nữ ở đây là nếu như mọi người gặp trai hoặc là có một cái đối tượng mọi người thích ấy, thì khi gặp người đấy chỉ sử dụng một loại nước hoa thôi. Mọi người có bao giờ có cái suy nghĩ là khi mà mình ngửi thấy cái mùi nào đấy là mình biết ai đấy xuất hiện không? Nếu như mọi người sử dụng tùm lum các loại nước hoa trộn lẫn vào nhau, xong rồi là ngày này sử dụng cái này, ngày kia sử dụng cái kia ấy, thì bạn nam đấy sẽ không thể biết được cái mùi đặc trưng của bạn là gì. Mỗi khi các bạn ấy ngửi thấy mùi hương tương tự, các bạn ấy sẽ không nghĩ đến bạn đâu. Thế cho nên khi mà đi gặp trai nhá, nhớ chỉ sử dụng một loại mùi nước hoa thôi. Thời điểm thứ hai mà Trang sử dụng nước hoa đấy chính là sau khi Trang ăn những cái đồ ăn mà nó bám mùi, ví dụ như kiểu là đồ nướng. Đi ăn ở Hàn thì sau khi các bạn thanh toán xong, ở bên cạnh cái quầy thanh toán nó sẽ có một cái chai để các bạn khử mùi. Nhưng mà như thế chưa đủ đâu mọi người ạ, nó chỉ bay mùi thôi. Còn cái mùi nước hoa của mình đâu? Mình phải mang riêng một cái chai nước hoa nhỏ, hoặc là đối với những cái loại nước hoa mà nó to thế này thì Trang sẽ chiết ra trong một cái chai nhỏ, xong để Trang mang theo bên người. Thời điểm thứ ba mà Trang sử dụng nước hoa rất là nhiều đấy chính là trước khi đi ngủ. Cái này thì nghe rất là lạ đúng không? Ở bên nước ngoài thì người ta cũng sử dụng cái cách này rất là nhiều, và Trang đã học được cái tips này từ các người bạn nước ngoài của Trang. Hai chai này là đến từ hãng Addict, một cái mùi là The First, một cái mùi là Eat the Peach, một cái mùi rất là hương hoa, còn một cái mùi rất là hương hoa quả. Và xịt ở đâu trước khi đi ngủ? Trang xịt ở chính giữa cái phần này luôn. Đối với những ngày mình xịt xong rồi mình mới đi ngủ ấy, mình cảm thấy rất là an tâm, cái đầu óc và cái tâm trí của mình cũng rất là thoải mái khi mà mình đi ngủ. Sau cái phần đấy thì tiếp theo sẽ phải kể đến vị trí các bạn xịt nước hoa khi các bạn đi ra ngoài đường đúng không? Khi mà Trang xem những cái video khác thì mọi người thường recommend là con gái là phải xịt hai bên này, xong rồi là xịt sau gáy tai, xong rồi là xịt ở cùi chỏ, xong rồi là này hậu sọ xiên. Hôm nay chúng mình sẽ thực hành trên cái chai nước hoa này. Đây là nước hoa của chị Ariana Grande. Nếu các bạn thắc mắc về cái chai này thì độ thanh mát của nó chỉ tầm 3/10 thôi, nhưng cái mù ngọt của nó phải đến 7/10 nhá mọi người. Thì đây là những cái chỗ mình xịt đơn giản lắm mọi người. Đầu tiên là 1-2 xịt ở bên này. Chấm. Điểm cuối cùng là các bạn sẽ cho hết tóc ra, xịt chính giữa cái phần sau gáy sang. Ok là vậy là Trang đã xong với cái video này rồi đấy. Mong là cái video này đã giúp mọi người một phần nào đấy, đặc biệt là những bạn từ trước đến nay đặt câu hỏi cho Trang về cái vấn đề mùi hương cơ thể. Trang sẽ để thông tin của tất cả những sản phẩm mà hôm nay Trang đề cập đến ở phía dưới cho mọi người nếu như mọi người muốn tham khảo nhá. Nếu mọi người đã xem đến giây phút này rồi thì đừng quên like, subscribe kênh của Trang nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này. Chúc mọi người một ngày tốt lành, và Trang sẽ hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhá. Bye bye.